Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng và bà Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Quỳnh Công Tân là nhân viên và hưởng lương từ bà Nguyễn Phương Hằng, nên Nhi Hà và Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà Hằng. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.